khăn hay với những người phải nằm đội trú trong các bệnh viện thì chắc chắn sẽ là một cái Tết không trọn vẹn. Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và mong muốn chia sẻ niềm vui Tết với các gia đình khó khăn thì những ngày này nhiều hoạt động từ thiện đã được tổ chức. Đỗ xanh, gạo nếp, thịt ba chỉ, lá dong tươi. Những nguyên liệu chính để làm nên chiếc bánh chưng, món ăn không thể thiếu vào mỗi dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam. Ngay từ 6 giờ sáng, những bạn sinh viên này đã tập hợp để cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu và gói những chiếc bánh chưng. Mỗi người một công đoạn. Nhiều người trong số họ vẫn còn bỡ ngỡ khi lần đầu tự tay mình gói hoàn chỉnh một chiếc bánh chưng. Tuy nhiên, ai cũng có chung tâm trạng vui vẻ khi những tấm bánh họ làm, phần nào đó để đem không khí Tết tới cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức chương trình là tấm bánh nghĩa tình thì cũng nhằm được hai cái mục đích. Thứ nhất là giáo dục cho các em có cái tình thương chia sẻ, đặc biệt là mỗi khi Tết đấm xuân về với những cái hoàn cảnh, những cảnh ngộ mà khó khăn thì với tinh thần tương ân tương ái để chia sẻ lá lành đùm lá rách. Thứ nhất, thứ hai nữa là ngoài khi chúng ta vững về chuyên môn thì chúng ta còn hồng về đạo đức nữa và chia sẻ tất cả với những hoàn cảnh khó khăn. Nằm trong chương trình Tết ấm tình thân 2013, hơn 1.000 phần quà, quần áo ấm và những chiếc bánh chưng do chính các bạn sinh viên trường Đại học Đại Nam tự tay làm đã được trao tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo và các bệnh nhân còn nằm điều trị dài ngày tại các bệnh viện. Những phần quà tuy nhỏ nhưng thấm đượm nghĩa tình sẻ chia đối với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Đây là lần đầu tiên em tham gia một công việc tình nguyện như thế này. Đầu tiên em làm những tấm bánh chưng rất là bỡ ngỡ và chưa thành thục lắm. Tuy nhiên những tấm bánh chưng nhỏ như thế nó tặng cho các em ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã làm cho chúng em thấy được sự ý nghĩa rất là lớn. Em cảm thấy rằng là khi mà có một cái phong trào tổ chức ra để cho chúng em, thứ nhất là được làm được những chiếc bánh ý nghĩa mang đến trao tặng cho các em, thì bọn em cảm thấy rất là ấm áp, hạnh phúc và hy vọng rằng là chỉ là một chiếc bánh nhỏ bé có thể mang đến được một cái Tết ấm áp cho các em ạ. Những hoạt động từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn luôn là hành động có ý nghĩa xã hội thiết thực, đặc biệt là đối với giới trẻ. Những hoạt động như vậy còn là nét đẹp văn hóa trong đời sống đoàn viên, thanh niên vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Chuyển sang phần tin văn hóa quốc tế, đài phun nước nổi tiếng Chevy của Italia sắp sửa bước vào một cuộc trùng tu lớn. Còn tại Đài Loan, Trung Quốc thì những ngày